Kính thưa quý vị, Công an thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận đơn từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bà LTTP, ngụ tỉnh Phú Yên tố cáo bị kẻ gian sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung đơn tố giác của bà B gửi đến Phòng Cảnh sát Hình sự ngày 18 tháng 9 thông qua mạng xã hội Facebook, bà B nhận được tin nhắn của tài khoản Facebook Nguyễn Vương nói có nhu cầu mua sầu riêng. Sau khi thỏa thuận và thống nhất số lượng và hình thức giao hàng với tài khoản Facebook trên qua số điện thoại 0979460XXX, bà B đã đóng gói 169 ký sầu riêng với giá trị khoảng 9,2 triệu đồng rồi gửi xe khách cho người này vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà B, việc nhận tiền giữa hai bên được thống nhất yêu cầu nhà xe thu hộ khi người mua nhận hàng tại cầu vượt ngã tư Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người này lại liên lạc với bà B thay đổi hình thức thanh toán tiền, yêu cầu bà B cung cấp số tài khoản để chuyển tiền thanh toán. Người này sau đó gửi hình ảnh việc đã chuyển tiền cho bà B và hình ảnh thông báo tài khoản đã bị trừ tiền. Lúc này, bà B tin tưởng, liên lạc với nhà xe không thu hộ tiền nữa và cho người này lấy hàng. Sau đó, bà B chờ không thấy tiền vào tài khoản nên liên lạc lại, nhưng người này đã cắt đứt liên lạc và chặn Facebook. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi xem xét nội dung đơn, đơn vị đã chuyển đơn này đến Công an thành phố Thủ Đức để xem xét và giải quyết. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.